Từ ông bầu quyền lực vi bích đến lao đao vì nợ nần, cuộc sống hiện tại của nghệ sĩ Phước Sang ra sao? Từng là ông bầu đứng sau thành công của nhiều nghệ sĩ, nhưng vì biến cố nợ nần mà cuộc đời của Phước Sang chuyển sang trang khác. Phước Sang từng là cái tên đình đám của làng giải trí Việt, không chỉ là diễn viên tài năng, anh còn là ông bầu đứng sau thành công của nhiều nghệ sĩ. Những bộ phim cột mác Phước Sang được ra đời và luôn được khán giả đón nhận. Nhờ sự mát tay khi làm nhà sản xuất, giúp nam nghệ sĩ tích lũy khoản thu nhập khủng và có quyền lực trong giới giải trí. Ngoài sự thành đạt về công việc, Phước Sang được nhiều người ngưỡng mộ vì có tổ ấm viên mãn. Tuy nhiên năm 2012, mọi thứ đều sụp đổ và cuộc đời Phước Sang rẽ sang hướng khác vì biến cố nợ nần. Anh vỡ nợ phải bán hết tài sản và trắng tay. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ thất bại của mình đã đưa bản thân lẫn gia đình vào cảnh lao đao. Do đầu tư thua lỗ nên trong nháy mắt, từ đại gia giải trí, Phước Sang tuyên bố phá sản. Năm 2012, vợ chồng Phước Sang ly hôn, các con được Kim Thư chăm sóc. Sau biến cố, Phước Sang kín tiếng, hạn chế xuất hiện trước công chúng. Trong một lần chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn, nam nghệ sĩ cho biết bản thân đã bươn chải làm nhiều thứ để ổn định kinh tế. Nói chung, tôi phải bươn chải nhiều, làm đủ thứ này kia. Tôi biết ngày xưa mình khác, bây giờ mình khác. Các con tôi đều rất hiểu chuyện. Tôi luôn trên tinh thần cởi mở và chẳng giấu gì với các con. Và các con chính là động lực lớn lao nhất để tôi vươn lên đối mặt với cuộc đời. Phước Sang từng bộc bạch. Hiện tại đã 10 năm kể từ ngày xảy ra câu chuyện chấn động, Phước Sang cởi mở hơn với truyền thông. Thỉnh thoảng anh vẫn xuất hiện ở các sự kiện, chương trình giải trí và góp mặt vào vài bộ phim. Vì trải qua hai lần tai biến nên Phước Sang hiện tại trông gầy hơn so với trước. Được biết, sau biến cố ông bầu đã tái hôn. Tuy nhiên, Phước Sang rất hạn chế chia sẻ về tổ ấm nhỏ của mình. Anh từng tâm sự, tôi biết trân trọng mái ấm gia đình hơn xưa. Nhận ra ý nghĩa của mái ấm có vẻ cũng hơi muộn, nhưng muộn còn hơn không. Tôi không muốn khuấy động cuộc sống vốn chưa được bình yên của các con. Trong dịp thích hợp, tôi sẽ chia sẻ với khán giả về những sóng gió của cô.